Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện đang là cao điểm mùa nắng nóng. Những ngày này, thời tiết trên công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3, cung đoạn đường dây nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối, rất thất thường và khắc nghiệt. Mới hôm qua, trời mưa như chút nước, nhưng nay đã nắng chói chang và rất oi bức, gây không ít khó khăn vất vả trong việc lắp dựng cột của các đơn vị thi công. Vượt lên tất cả, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, các đội xung kích của EVN-NPC và các đơn vị bạn đang nỗ lực chạy đua với thời gian, phấn đấu, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Hòa trong tiếng máy nổ rền vang của các loại máy tời, máy cẩu là nụ cười giòn tan và lấp lánh niềm tin trên những gương mặt đẫm mồ hôi và sạm đen vì nắng và gió của những người thợ trẻ. Tới công trường những ngày này, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn khí thế lao động khẩn trương và bầu nhiệt huyết căng tràn của các đội viên đội xung kích đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực cho các đơn vị thi công, nhà thầu xây lắp trên toàn công trường. Khi có lệnh của tổng ty ra quyết định thì chúng tôi sẵn sàng là anh em là 12 người là lên đường và đến thẳng luôn cột 22 trên tuyến của Nam Định quản lý. Khó khăn của chúng tôi thì là do là ruộng là lún sụt. Đấy, máy móc đưa vào là rất nhiều máy móc đưa ra lại vừa đưa vào vì nó quá lún. Thì là giải pháp cuối cùng là chúng tôi là phải là đưa ra là giải pháp là dùng tó tời để kéo thiết bị đưa lên thì mới đảm bảo được. Đến thời điểm này, dự án đường dây 500 kV mạch 3, cung đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối đã hoàn thành đúc 100% vị trí móng, hoàn thành dựng gần 200 cột, triển khai kéo dây 10 trên 125 khoảng néo. Đây là vị trí cột 206 thuộc địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là vị trí khó khăn nhất trong các điểm cột mà EVN-NPC được giao đảm nhận hỗ trợ dự án đường dây 500 kV mạch 3. Xung quanh là đồng lúa, không có đường vào, mọi vật liệu được vận chuyển xây dựng, kể cả những thanh cái có trọng lượng hơn 1 tấn cũng chỉ được vận chuyển bằng tời. Vị trí 206 này là vị trí do đường nhỏ, xe cẩu không vào được, thì là phải thi công hoàn toàn bằng thủ công và bằng tời. Anh em chúng tôi sẽ cố gắng làm việc không quản ngại thời tiết, sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo xong hoàn thành sớm nhiệm vụ. Tổng công ty điện lực miền Bắc EVN-NPC đã huy động gần 500 công nhân, kỹ sư ngành điện để hỗ trợ thi công đường dây 500 kV Quảng Trạch, phố nối. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp bách để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV giữa miền Trung và miền Bắc, góp phần giảm thiểu nguy cơ quá tải cho đường dây 500 kV hiện hữu trong bối cảnh nắng nóng ngày càng gay gắt, dẫn đến nguy cơ thiếu điện tăng cao. Để thực hiện một công trình lớn, với sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, các đội xung kích của EVN-NPC đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị trên công trường dự án, làm việc theo tinh thần 3K 4 kíp, nỗ lực chạy đua với thời gian, phấn đấu bảo đảm tiến độ chung của dự án. Đặc biệt, trong quá trình thi công, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Công tác tại đây thì chúng tôi đã vượt qua nhiều những cái khó khăn về mặt thời tiết, không ngủ ngộ. Nhưng mà anh em cũng luôn động viên nhau hoặc để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng như là lãnh đạo cũng rất quan tâm đến đời sống, cũng như là chăm sóc cho cái việc anh em đảm bảo cho an toàn trong lao động hàng ngày tại hiện trường. Phấn đấu sẽ hoàn thành vượt cái chỉ tiêu mà lãnh đạo giao cho và cái sẽ bám sát nhà thầu thi công để xung kích hỗ trợ họ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối có tổng chiều dài khoảng 519 km với khoảng hơn 1.000 vị trí cột. Tổng công ty điện lực miền Bắc được giao đảm nhận 38 vị trí cột. Đi qua 9 tỉnh, 28 tổ xung kích được thành lập với gần 500 kỹ sư, công nhân đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn về sức khỏe, kinh nghiệm thi công và lòng nhiệt huyết. Công trình đường dây 500 kV mạch 3 là công trình cung cấp điện trọng điểm của quốc gia và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Và công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho Việt Nam và đặc biệt là khu vực phía Bắc. Tổng số là sắp xỉ 500 người để chúng tôi huy động ra công trường này. Và tất nhiên, để đảm bảo được cái nhiệm vụ chung là góp phần hỗ trợ cho công tác thi công của cái đường dây 500 kV mạch 3 này, nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ là gác gôn tại địa bàn 27 tỉnh phía Bắc trong cái giai đoạn mà cung ứng điện căng thẳng của cái mùa nắng nóng này. Thì tinh thần của tất cả anh em là rất là quyết tâm, kể cả ở nhà hay là trên công trường.
Có mặt tại hiện trường, EVN-NPC đã thăm hỏi các thành viên đội xung kích, động viên các đội xung kích phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm không ngại khó, ngại khổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình thi công, chung sức đồng lòng, hướng tới mục tiêu chung của ngành điện, đưa các dự án 500 kV mạch 3 về đích đúng hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.